Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho các bạn là một cái mẫu họng nhôm nha. Thì này là nhôm nguyên khối. Hiện tại cái mẫu này là mẫu hình chữ nhật á, là kích thước của nó là cao 15 cm, ngang 31 cm ha. Hậu của nó là mình đo vuông góc vậy nè, là 13 cm, là loại này dày 6 ly. Thì cái đế của nó là hiện tại là nếu mà mình đang làm á, hiện tại nó chỉ là 450 bát ốc thôi nha. Thì anh em nào á, thì cái loại này có một anh yêu cầu nè. Đó, anh yêu cầu là do mình 4 lỗ là xài cho củ bát ốc bình thường. Ảnh có xài cái củ Thái Lan á, củ mà nó có 3 lỗ giống như cái củ cổ hồi xưa nè. Chỗ này nè. Mét trong này nè nha. Mé trong này với ba lỗ này là củ cổ, còn mé ngoài này nè, mé ngoài này với ba lỗ này nè là cái củ thông dụng bây giờ nha, là củ 450 nha. Và ảnh yêu cầu là răng sấy thêm ở trong đây nè, răng sấy thêm để dự phòng sau này ảnh xài củ 450 răng sấy á, có thể cái củ cổ đó ảnh xài cho cái khác hay sao đó. Nhưng mà tóm lại là ảnh yêu cầu á là khoan cho ảnh, là tại vì 450 bát ốc 4 lỗ thông thường là lúc nào mình cũng có khoan như vậy rồi, thì ảnh yêu cầu thêm là khoan để xài cho củ kép cổ 3 lỗ này nè, với củ Thái đó, củ Thái 450 á nó cũng 3 lỗ này nè đó. Rồi và ảnh yêu cầu lắp, anh yêu cầu răng sấy thêm cái răng này để xài mấy cái củ răng sấy 450, 550, 350, 250 rồi đó. Là tóm lại là răng sấy là nó một cùng một kích thước. Răng sấy là 34 nha, răng 34 đó. Rồi. Thì cái mẫu này nhìn cũng khá là đẹp á. Có mấy anh em yêu cầu cứ gõ cho, yêu cầu mình gõ đây, mình dùng cái ngón tay mình gõ nha. Đó. Dùng ngón tay gõ đó chứ không phải dùng thanh kim loại nào nha. Mà yêu cầu có một số anh yêu cầu gõ nhôm so với composite. Composite thì nó đâu có gõ, nó quá kêu như vậy đâu, nhưng mà cái chất liệu ở trong nó là sợi thủy tinh nè. Với trong đây nó là đá thạch anh. Rồi mình dùng cái hợp chất poly mình định hình nó lại ra một cái họng như thế này. Gõ nó đâu có kêu như cái kia đâu, nhưng mà cái âm nó đẩy ra là cũng hay lắm nha, chứ không phải tệ à. Hai thằng này cũng tương đương ngang nhau, tùy theo gu của anh em nào thích xài cái nào xài cái đó, chứ không phải loại này à. Có nhiều anh em nói loại này loại nhựa là không phải à. Rồi cái này mình giới thiệu sơ qua, lát mình nói sao, lát mình nói chuyên về này. Rồi thì anh em nào yêu quý kênh thì đăng ký kênh với lại nhấn vô cái chuông á để nhận thông báo mới, là khi nào mình có video là anh em nhận được ngay. Thì để anh em tham khảo một số cái mẫu họng kép mới nha. Mình bán rất là nhiều loại, thành ra mỗi lần mình đăng video á, mỗi loại vậy là nó một cái video khác nhau, thì nhiều khi cái mẫu sau nó lại phù hợp hơn cái mẫu này cho anh em làm sao. Mẫu này phù hợp anh em khác, nhiều khi mình chưa thích mẫu này thì có thể mai mốt mấy cái video sau đó mình cũng có nhận được mấy cái họng kép mà phù hợp với cái tính cách và cái gu nhạc của mình, thì mình cứ việc đăng ký đâu có mất gì đâu. Đăng ký kênh với lại nếu mà mình xem mình không thích đó, mình vô cái kênh mình đi tìm mấy cái mẫu khác, mấy cái video trước nữa. Rồi, thì xin chào anh em nha.